xuân sang cõi phúc sinh nhành lộc, Tết về cây đức trổ thêm hoa. Năm Nhâm Dần đầy gian nan và sóng gió cuối cùng cũng đã qua đi, chỉ còn ít phút nữa thôi là đến năm mới Quý Mão 2023. Thành ngữ có câu liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, cũng giống như cơn bão nào rồi cũng sẽ tan, sau cơn mưa cầu vồng lại xuất hiện. Quý khán thính giả thân mến, chỉ cần mỗi người trong lòng luôn giữ vững thiện tâm, tin vào thần Phật thì nhất định sẽ nhận được sự bảo hộ và phúc báo xứng đáng. Năm mới Quý Mão, Tinh Hoa TV kính chúc quý khán thính giả tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chúc mọi nhà vạn sự bình an, vạn sự lành.